học dân gian khéo léo có vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh thấp nhiệt, lợi tiểu, nhuận tràng, tiêu viêm. Kinh nghiệm người dân thường dùng khéo léo chữa viêm tiết niệu, nam giới di tinh, mộc tinh, nữ giới khí hư, bạch đới, khéo léo loại rau mát chữa viêm tiết niệu, đi tiểu bút, gắt tiểu khó và các chứng liên quan đều thấp nhiệt. Theo y học hiện đại cho rằng giá trị dinh dưỡng khéo léo tương đương với cây dọc mùng, cũng là thứ rau trong bữa ăn hàng ngày của người Nam Bộ, nhưng khéo léo được ưa dùng hơn làm rau sống, bóp gỏi, luộc, xào, nấu canh chua, nấu với lẩu, muối dưa. Loài cây được coi như một thứ rau dại ấy đã trở thành một nét đặc biệt trong văn hóa ẩm thực của miền Tây Nam Bộ. Làm rau sống, bẹ và lá khéo léo non dùng làm rau sống, đặc biệt để ăn với mắm kho, làm rau luộc. Bẹ và lá khéo léo non dùng làm rau luộc, làm rau xào. Bẹ và lá khéo léo non dùng làm rau xào, dùng để nấu canh chua, nhúng lẩu. Bẹ khéo léo non dùng để nấu canh chua và nhúng lẩu. Khéo léo thường xuất hiện trong những món lẩu của người Nam Bộ, món lẩu mắm dù đã có nhiều loại trái và rau như cà tím, hoa súng, rau đắng, rau muống, nhưng sẽ mất ngon nếu thiếu khéo léo. Ăn với khéo léo, món lẩu mắm như đậm đà hơn, đặc sắc hơn, dùng để muối dưa chua. Bẹ khéo léo non dùng để muối dưa chua riêng hoặc với các loại rau khác. Khéo léo có vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh thấp nhiệt, lợi tiểu, nhuận tràng, tiêu viêm. Kinh nghiệm người dân thường dùng khéo léo chữa viêm tiết niệu, nam giới di tinh, mộc tinh, nữ giới khí hư, bạch đới. Khéo léo loại rau mát chữa viêm tiết niệu, đi tiểu bút, gắt tiểu khó và các chứng liên quan đều thấp nhiệt. Theo y học hiện đại cho rằng giá trị dinh dưỡng khéo léo tương đương với cây dọc mùng. Một số bài thuốc kinh nghiệm dân gian chữa bệnh như chữa di tinh, mộc tinh, khéo léo cả cây mỗi lần dùng 50-100g tươi sắc nước uống. Chữa phụ nữ nóng nhiệt ra nhiều khí hư, khéo léo tươi 50g, lá trinh nữ hoàng cung 20g sắc nước uống ngày vài lần. Chữa viêm tiết niệu, khéo léo phối hợp lá mã để mỗi vị 50g sắc uống ngày vài lần. Chữa sỏi thận tiết niệu, bẹ khéo léo non 100g, rau đắng 100g, rau ngổ 50g. Các vị sắc uống hoặc làm rau nấu lẩu cá khéo ăn nhiều ngày. Kinh nghiệm dân gian dùng khéo léo là vị thuốc chữa trị các chứng đau lưng, nhức mỏi, mát gan, lợi tiểu. Lưu ý: cây khéo léo có khả năng hấp thu nhiều kim loại nặng, không nên dùng khéo léo ở những nơi nước đọng ô nhiễm để làm rau hoặc làm thuốc. Trong vô số loài rau mà đất trời ban tặng cho vùng sông nước Nam Bộ, không thể không nhắc đến khéo léo, loài cây cỏ tên nghe yếu ớt nhưng lại có một sức sống mãnh liệt. Loài cây được coi như một thứ rau dại ấy đã trở thành một nét đặc biệt trong văn hóa ẩm thực của miền Tây Nam Bộ. Mùa nước lên hay khi lũ tràn về, mặc cho những loài cây cỏ khác bị trôi giạt tứ phương, khéo léo vẫn bám trụ lại, từ dưới đáy bùn vươn cao mơn mởn, màu xanh biếc. Người dân miệt vườn hái thứ cây này về ăn cho qua những bữa cơm bình dân hàng ngày. Và cứ thế, khéo léo đã trở thành một món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho người dân Nam Bộ. Chế biến khéo léo theo kiểu người miền Tây cũng đơn giản, mộc mạc. Đầu tiên phải kể đến món khéo léo luộc. Khéo léo rửa sạch, cắt khúc, luộc sơ với nước sôi, vớt ra. Khéo léo luộc chấm với kho quẹt hay nước cá kho đều ngon. Những cọng khéo léo giòn giòn kết hợp với vị đậm, đà ngọt, bùi của nước chấm tạo nên một món ăn tuy đơn giản, dân dã nhưng lại rất lạ miệng. Cầu kỳ hơn một chút có thể là món khéo léo muối chua. Khéo léo muối chua có vị chua chua mặn mặn, có thể để được vài ngày và thường dùng ăn với các món chính như thịt kho, cá chiên để món ăn đỡ ngấy. Khéo léo còn luôn xuất hiện trong những món lẩu của người Nam Bộ, món lẩu mắm dù đã có nhiều loại trái và rau như cà tím, hoa súng, rau đắng,
rau muống nhưng sẽ mất ngon nếu thiếu kèo nèo xanh mơn mởn. Ăn với kèo nèo, món lẩu mắm như đậm, đà hơn, đặc sắc hơn. Không chỉ có lẩu mắm mà trong canh chua của người miền Tây, kèo nèo trở thành thứ rau gia vị không thể thiếu. Người ta thường nấu canh chua cá bông lau chung với lá rang và kèo nèo. Cách thực hiện món ăn cũng dễ, nấu sôi nước, sau đó cho cá bông lau vào, rồi tiếp tục cho lá rang vào để tạo độ chua cho nồi canh. Khi canh sôi, cho kèo nèo vào rồi tắt bếp. Phi tỏi vàng thơm chút vào nồi canh, rắc rau om, ngò gai, hành lá, ớt sắt lên. Có thể thay cá bông lau bằng các loại cá khác hoặc thay bằng thịt gà. Thịt ép cái vị chua chua ngọt ngọt của nước canh ngấm trong từng cọng kèo nèo khiến ai cũng mê mẩn. Có ăn thử mới biết tại sao người miền Tây kết loài rau bình dị này đến vậy. Cây cù nèo là vị thuốc chữa trị các chứng đau lưng, nhức mỏi, mát gan, lợi tiểu. Còn theo các bà nội trợ miệt, vườn cù nèo là thức ăn không thể thiếu trong các bữa cơm đạm bạc tùy theo cách chế biến. Cây cù nèo góp phần làm thăng hoa, hương vị các món ăn, trước hết là đọt cù nèo xào mỡ, bóp giấm, cù nèo hái về, chọn lấy phần non, nọn, cắt khúc, vừa đũa gấp rửa sạch để ráo. Phi mỡ tỏi cho thơm, nhiều tỏi càng ngon, rồi đổ cù nèo vào, dùng sạc đảo đều cho đến khi cù nèo vừa chín tới. Kế đến, nêm gia vị đường cộng muối cộng bột ngọt cho vừa khẩu vị. Nhắc xuống, nhớ đừng để cù nèo mềm quá mất ngon. Cuối cùng, múc cù nèo ra dĩa và rắc lên một ít hành lá sắp nhuyễn là xong, với cù nèo bóc giấm. Người ta cắt cù nèo thành khúc ngắn vừa đũa gấp cho vào dĩa và làm một chén giấm đường hoặc nước cốt chanh vừa khẩu vị dưới vào, dùng tay bóp nhẹ cho ngấm. Tất cả hai món trên chấm với nước mắm tỏi ớt hoặc với nước cá, nước thịt kho, ăn cùng với cơm nóng rất ngon. Cầu kỳ hơn là món canh chua cù nèo cá thắt lát. Nguyên liệu gồm: thịt cá thắt lát nạo sẵn 200g, thơm dứa 1/2 trái, gia vị ngò gai, hành, ớt. Trước hết cho thịt cá thắt lát cộng đầu hành lá cộng ớt sắt nhuyễn cộng gia vị muối bột ngọt cộng dầu ăn, 1 muỗng cà phê vào chén, dùng muỗng tán nhiều lần để hỗn hợp được trộn đều và dai, vỏ viên tròn, dẹp vừa miếng gắp. Kế đến, cho nước lạnh vào nồi nấu sôi và cho me chín vào vớt lược nhúng vào nồi cho thịt me hòa tan, bỏ hạt và cho dứa sắt miếng vào, nêm nếm gia vị, muối cộng đường cộng bột ngọt cộng nước mắm, cho vừa ăn và cho cá thắt lát vào nấu chín. Sau cùng, cho cù nèo vào, nhắc xuống, múc ra tô, đừng để cù nèo mềm mất ngon, rắc vài nhúng ngò gai sắt nhuyễn dọn lên bàn cùng chén nước mắm nguyên chất trong đó có dầm ớt hiểm chín. Món này ăn nóng với bún hoặc cơm rất tuyệt, bạn cũng không thể không nếm thử món cù nèo xào tép. Món này làm như sau: tép được cắt đầu, dâu làm sạch, cù nèo lấy phần non, sắt khúc vừa đũa gắp. Rửa sạch để ráo, bắc chảo lên bếp phi mỡ, dầu, thơm rồi đổ tép vào, nêm nếm gia vị, muối cộng đường cộng bột ngọt cho vừa ăn, xào chín. Sau đó, đổ cù nèo xào vừa chín tới, nêm gia vị lần cuối, múc ra dĩa. Để cho món ăn đậm, đà hương vị và có màu sắc bắt mắt, bạn có thể thêm vào ngò dí, một ít tiêu xay và làm chén nước mắm chanh, tỏi ớt. Món này ăn với cơm nóng cũng ngon khó tả. Đó là một số thông tin công dụng rất tốt của kèo nèo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.